Sàn thương mại điện tử đang trở thành cơ hội mới hấp dẫn và hiệu quả, góp phần giải quyết bài toán tiêu thụ nông sản của tỉnh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Lần đầu tiên được tiếp cận với việc quảng bá tiêu thụ sản phẩm măng tây xanh trên sàn thương mại điện tử Vỏ Sò là nền tảng công nghệ nằm trong hệ sinh thái Viettel Post, anh Sử không tránh khỏi những bỡ ngỡ khó khăn. Anh nhận thấy đây là cơ hội mới, là chìa khóa quan trọng để nâng cao giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản trong nước. Được biết, với diện tích 2 hectare đang cho thu hoạch, tính riêng sản lượng măng tây tươi, gia đình anh Sử có thể cung cấp ổn định trên sàn thương mại điện tử Vỏ Sò từ 2,5 đến 3 tấn măng trên một tháng. Mức giá bán trên sàn thương mại điện tử Vỏ Sò chưa bao gồm chi phí vận chuyển đến tay người tiêu dùng ở mức 110.000 đồng trên 1 kg, cao hơn từ 20 đến 30% so với bán bằng hình thức truyền thống. Chúng tôi không dùng phân hóa học mà hoàn toàn dùng phân hữu cơ. Ví dụ là phân gà, khoai mục mình ủ với nấm chi xô rồi vôi ủ tầm 6-7 tháng cho ăn. Khi mà người tiêu dùng ăn rồi thì người ta mới phản hồi lại là nó rất là ngon, nó ngọt. Đầu tiên là phải thống nhất lại bà con về cái tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa khi mình đưa lên sàn, chuẩn hóa lại cái quy trình đóng gói cũng như là vận chuyển. Cán bộ của Bưu chính Viettel Nghiên đến tại cơ sở các cái vườn của bà con nông dân để thực hiện hỗ trợ bà con nông dân đăng sản phẩm, mô tả nội dung sản phẩm cũng như là thực hiện các cái hoạt động tương tác trên sàn. Trong thời gian đầu mới triển khai, Viettel Post Hưng Yên hỗ trợ gia đình anh Sử quảng bá sản phẩm, vận hành gian hàng, bán hàng và chăm sóc khách hàng. Sau khi đã vận hành và có tập khách hàng ổn định, Viettel Post Hưng Yên sẽ bàn giao lại để gia đình quản lý. Vừa bán trên sàn thương mại điện tử postmark.vn thuộc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, vừa kết nối giữa các chủ vườn nhãn với bưu điện các tỉnh thành trong cả nước. Đến nay đã có 30 tấn nhãn trong tỉnh được cung cấp ra thị trường. Nhân viên bưu điện tỉnh xuống trực tiếp các nhà vườn để hướng dẫn người dân từ cách mở, tối ưu hóa gian hàng, chụp ảnh, đăng bán sản phẩm, theo dõi đơn đến cách đóng gói, bảo quản, vận chuyển nhãn đi các tỉnh, thành phố. Đang cái lúc mà Covid gặp khó khăn như thế này mà được bưu điện tỉnh giúp đỡ thì chúng tôi cảm thấy là rất là phấn khởi. Về giá cả thì chúng tôi là yên tâm, không bị chèn ép của thương lái. Nhãn mà cứ chín đến đâu là bưu điện thu xuất bán cho chúng tôi đến đấy. Không chỉ đơn thuần là những hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông sản ngắn hạn, thương mại điện tử đang dần trở thành giải pháp kinh doanh bền vững cho nông dân, góp phần tạo đà giúp bà con nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp hướng tới chủ động sử dụng công nghệ, từng bước chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh nông sản.